Alo cả nhà nha. Nãy mình mới đi thăm bãi chuột được mấy con chuột, giờ làm chuột nướng luôn cả nhà ăn của mình nha. Giờ đốt lửa lấy than nha cả nhà. Đốt lửa mình lấy than. Chút mình đem vô anh nướng luôn. Dầm nếp chuột xong rồi nha cả nhà. Dầm nếp chuột xong rồi mình xỏ cái chì mình móc vô luôn. Giờ tới mình xỏ cái chì vô nha các bạn. Móc một chút mình, mấy này mình móc vô cái thanh sắt cho nó luôn. Lớp sẽ tới, mùi sẽ tới nó hực lên nó hôm ghê. Mình gác lên cái bếp nha, luôn nha cả nhà. Chuột nướng lu. Hấp dẫn. Nha. Chuột. Đó đã. Đó, mấy nhiễu vô nghe xèo thơm. Ôi thơm, thật không? Thật mùi thơm lên nè cả nhà. Dạ nha, để nha. Đặc sản của miền Tây dẫn nha. Có lu này nướng im ha. Nướng lu là bả cháy luôn rồi. Để cái thau nước lên chút quét quét đi. Chút mình làm cái này xong cái mình lấy lá chuối cái mình đậm đậy lên cho nó giữ hơi nóng á. Nóng lắm cả nhà. Nóng lắm. À, trời nóng. À, dạ. Giờ mình chặt tàu lá chuối mình tẩy lên nha cả nhà. Tẩy lên cho nó giữ hơi nóng á. Bỏ vô. Ồ thơm quá. Giờ mình quét lên cho nó thơm nha cả nhà. Quét thêm cho nó đỏ. Quá trời thơm rồi các ơi. Quét cái nước ớt của nó hồi nãy vô thơm. Nước ớt thơm. Quét nước này thơm tới đầu đất luôn. Quá trời thơm rồi. Chịu không nổi nữa rồi. Thank you.
lên tới đầu đất luôn. Dòng sớm. Mình coi thử chín cho căn nha các nhà. Phúc à? Không phúc luôn trời. Đã quá nhà nha. Không lấy đồ gấp đâu. Nhà ngoại thơm. Đó là thơm. Đó. Quá thơm cả nhà ơi. Đó cho thơm gì. Cút ăn cả nhà. Một con, hai con. Chuột không biết nha, sao chết còn nhảy nữa nè. Quá trời. Quá trời. Nóng hổi. Quá trời nóng. Còn nóng quá cả nhà. Thơm giòn quá trời luôn. Rồi chú cái chì ra. Nóng chì nóng lắm. Nóng quá. Quá chì nóng. Mời cả nhà ăn với, cùng với mình nha. Mời cả nhà ăn. Làm cái đùi cái thèm. Rồi sớ thật ừ. Đã quá cả nhà ơi. Nó ngọt lắm cả nhà, quá trời ngọt. Thịt ngọt, nước lưu cũng nào cũng giòn, miếng ngọt, thịt ngọt. Vứt cái đùi rồi. Nướng lu lúc nào cũng ngon. Ăn cái thèm quá ngon. Thấu lại miếng gạo quất miếng gạo ăn này phải có gạo nhiều. Quắn rồi ha, cái này quắn rồi. Ngon.
xuống thôi em. Lù này thơm. Lần này nướng chưa có kinh nghiệm để than ít, lâu chín. Lâu chín. Lần sau làm để than nhiều hơn. Gọn gọn giòn. Bút mì ngon. Đủ bút mì ngon rồi cả nhà. Cảm ơn. Cắn cái gì đâu.